Fidel này được làm rất tinh tế, trau chuốt. Rõ ràng là muốn mô phỏng Fidel nhà Hồ Lý chúng ta. Có điều, nó lại khác biệt rất lớn. Ta nghĩ công công chỉ cần đối chiếu là sẽ hiểu ngay. Thế nên đây không phải là Fidel nhà họ Lý đâu. Ra là vậy. Ta đã quá đơn độc rồi. Có điều, ta vẫn muốn mạo muội hỏi một câu. Không biết trong phủ Phò Mã Gia có truyền nhân Fidel nào khác không? Không có. Ngoài ta ra, nhà họ Lý không có bất cứ ai luyện được kỹ tuyệt Fidel này. Phò Mã Gia không cần đau lòng. Đợi khi thiếu công tử thành hôn sinh con, chắc chắn sẽ làm tuyệt kỹ Fidel này vang danh một lần nữa. Không còn sớm nữa, ta còn một số việc phải giải quyết trước. Không quấy rầy Phò Mã nữa. Mạn Thanh tiễn công công ra cửa. Phò Mã xin dừng bước. Ta cứ tự đi là được rồi. Công công đi thông thả. Cáo từ. Là thật. Trên giang hồ, ngoài truyền nhân của nhà họ Lý ra, còn có người khác cứ dùng phi đao khiêu khích tứ đại môn phái. Thiếu chủ, nhìn này, thanh phi đao này giống y hệt phi đao của chúng ta. Liệu có phải là âm mưu phá hoại thanh danh của nhà họ Lý chúng ta không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Phò Mã, công chúa. Công chúa sao đột nhiên lại đến đây vậy? Sao thế? Ta không được đến sao? Dạo này trên giang hồ có đầy đủ về tiểu lý phi đâu? Không biết phò mã có nghe được tin tức chưa? Quả ra công chúa đã biết chuyện này từ lâu rồi. Gần đây có người mạo danh sư tiểu lý phi đao ta, hơn nữa còn tàn sát tứ đại môn phái. Đã biết là do ai làm chưa? Hiện giờ vẫn chưa điều tra ra. Kẻ mạo danh này chắc không phải là thượng quan hoại chứ? Từ sau khi nó vào lý phủ, ta đã thấy nó có điểm bất thường rồi. Nếu công chúa không có chứng cứ, sao có thể kết luận lung tung như vậy được chứ? Không phải ta kết luận lung tung. Tạm thời chưa nói đến việc rốt cuộc có phải là con trai ông làm hay không. Chỉ riêng lý do nó mạo danh ông đã có hai điểm rồi. Thứ nhất là chịu ảnh hưởng của mẹ đẻ, sinh lòng thù hận, tình cờ báo thù. Thứ hai, từ khi nó vào lý phủ, nhìn thấy cuộc sống của chúng ta, ác sẽ sinh lòng đố kỵ với lý phủ chúng ta. Ta thấy người đầy lòng đố kỵ chính là công chúa mới đúng. Xin lỗi công chúa, đừng lấy lòng già đàn bà để phán xét người khác nữa. Đã bao năm trôi qua rồi, vì sao công chúa không thể buông tha những chuyện cũ được chứ? Ta thấy người không thể buông tha chuyện cũ có lẽ là Phò Mã mới đúng chứ. Chẳng qua ta chỉ nhìn vào sự việc mà xem xét thôi. Sao Phò Mã này nói vậy? Ta thấy rằng Phò Mã phải bỏ thêm công sức suy nghĩ cho kỹ xem nên phản ứng thế nào chỉ đám nhân sĩ giang hồ sẽ đến tìm cửa kìa, để tránh tới lúc đó mất hết thể diện. Lẽ nào một lần sai lầm cả đời vẫn sai lầm sao? Rốt cuộc tới bao giờ bà mới có thể buông bỏ được đây?
Khả khả, chỉ là kẹo hồ lô đây, còn nước kinh thành nấu. Cô nếm thử đi, tao có phải là thai phụ đâu mà ăn kẹo hồ lô chứ. Muốn làm ta chua chết luôn hả? Được rồi, vậy cô nếm thử cái này đi. Món bánh này là ta bảo đầu bếp Đức Dân Lâu làm đi cho cô đó. Nếm thử đi, không thèm đâu, dính răng lắm. Ta biết rồi, cô lo cho đại ca đúng không? Nhưng gì? Đã 3 tháng rồi, bảo cô đi tìm người. Người đâu? Tôi cũng có tìm được không? Hay là Quynh cũng như mẹ Quynh, không hề mong Quynh ấy ra vậy? Tất nhiên không phải rồi. Theo ta thấy thì thực ra không có tin tức gì chính là tin tốt nhất đó. Cô nghĩ mà xem, ở dưới dãy núi này chúng ta đã tìm hết một lượt rồi mà không thấy xuất hiện gì. Đại ca ở hiền gặp lành, ngày trước gặp biết bao hoạn nạn, Quynh ấy đều tránh được. Lần này chắc chắn Quynh ấy có thể chuyển dữ quá lành mà. Ta thấy đại ca chắc chắn như còn sống, chỉ là với tính cách của Quynh ấy, có lẽ là muốn trốn tránh không chịu gặp chúng ta thôi. Quynh thật sự nghĩ như vậy sao? Tất nhiên rồi. Vậy ta xin lỗi nha, lúc trước đã hiểu lầm Quynh rồi. Ta tưởng Quynh cũng giống mẹ của Quynh, muốn thượng quan hoại không xuất hiện nữa. Không sao đâu, nếu là ta thì ta cũng nghĩ như vậy thôi. Thực ra có lúc ta cũng rất mong có một đại ca, vì nếu vậy ta không cần gánh trên mình cái danh hiệu Lý Tầm Quan này rồi, có thể là chính mình. Mật ngọt trên kẹo hồ lô sắp chảy hết rồi, nếu cô không ăn thì ta ăn đây. Ta nói Quynh nghe nè, để mặt hoại xấu xí có thể vẫn còn sống, ta giúp Quynh ăn kẹo hồ lô này, coi như là tích đức cho Quynh ấy vậy. Được, chậm thôi, là của cô hết mà. Tiền bối, tiền bối, sao tiền bối lại làm vậy? Con à, nghe ta nói đây, ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, không thể đợi con ra quyết định được đâu. Võ học cả đời của ta được ghi tất cả trong trang này. Ta mới thêm cả vi đạo của con và tâm đắc của Long Phượng Hoàng, con có thể tham khảo qua đi. Tiền bối, ngài hãy cố cầm cự đi, ta sẽ truyền chân khí cho ngài. Không cần đâu, đừng lãng phí chút chân khí ít ỏi của con nữa. Con à, chúng ta quen biết đã được một thời gian rồi, cũng coi như là sư đồ của nhau rồi. Cảm ơn con đã mang đến cho ta bao niềm vui. Cuối cùng ta cũng có người đưa tiễn ta rồi. Chỉ là ta còn một tâm nguyện chưa hoàn thành được. Xin con hãy hứa với ta là giúp ta giết Đoàn Cửu Giang, giết chết hắn. Con phải nhất định báo thù cho ta. Sư phụ con hứa với người. Đồ gì hứa với người? Ta biết.
con sẽ không làm ta thất vọng đâu mà. Ở Đoạn Phủ, dưới gốc cây đào thứ ba trong Tây Dương, ta còn chôn một ít ngân lượng. Chỗ ngân lượng này đủ cho con sống vui vẻ nửa đời sau. Coi như là đây là chút tấm lòng cuối cùng của sư phụ dành cho con. Sư phụ, con ơi, chỗ này có một cái kết Long Phượng, là tính vật đến ước của ta và nương nương của con. Con hãy cất kỹ nó đi. Nếu mà có cơ hội thì hãy đưa cho bà ấy nhìn thấy vật này, rồi bà ấy sẽ hiểu thôi. Hãy nói với vợ con ta rằng ta rất là nhớ họ. Bao tháng ngày qua, ta không lúc nào không nhớ đến họ. Chỉ tiếc là ta Sư phụ. Lần trước chúng ta đã nói đến chuyện Nguyệt Thần mang theo nữ đệ tử của Nguyệt Thần Cung hạ xuống cổng Thiên Đình Tông như là tiên nữ trên trời và hét lớn: Thiên Đình Tông Tông chủ ra đây. Mọi người đoán xem có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Nói đi. Thiên Đình Tông Tông có phải là cô trùng đục đầu không? Đoán trúng rồi đấy. Vậy sao thì sao đi? Thiên Đình Tông Tông chủ thẹn quá giận, dùng tuyệt chiêu tam thập lục lộ thiên linh trảm của ông ta. 13 môn phái thân thiết với ông ta, thấy Thiên Đình Tông bại dưới tay môn phái mới nổi thì vô cùng tức giận. Họ gửi thiệp Lục Lâm có ý muốn tiêu diệt Nguyệt Thần Cung. Vì sao Nguyệt Thần Cung có thể muốn diệt là diệt chắc? Nhưng 13 môn phái này ai cũng có mưu đồ riêng, nội bộ bọn họ đấu đá lẫn nhau làm đùm bên hết cả. Nếu không phải Đoàn Bát Vương, Đoàn Đại Hiệp nổi tiếng nghĩa hiệp, ra mặt giảng hòa, thì bọn họ đã từ bại trận trước rồi, còn nói gì đến việc tiêu diệt Nguyệt Thần Cung chứ? Phải đấy. Vậy sao 13 môn phái này cảm kích ân quà giải của Đoàn Đại Hiệp, để muốn mượn danh ông thảo phạt Nguyệt Thần Cung? Thế là họ liền quy thuận, tôn Đoàn Đại Hiệp làm trưởng môn 13 môn phái. Từ đó các môn phái lũ lượt đổ về dưới trướng của Đoàn Đại Hiệp. Vì thế trận chiến kéo dài hơn 3 tháng trên giang hồ cuối cùng đã được dẹp tan. Hay, quả nhiên là đại hiệp nhân nghĩa, quá hay. Hay lắm. Sư huynh, những cáo thị này mà chúng ta dán lên rốt cuộc có tác dụng gì không? Mấy ngày trời dán lên mà có ai báo danh gì đâu. Các đại không biết thôi. Bây giờ việc làm ăn không được tốt lắm, người tập võ càng ít. Lúc trước khi mọi người nô nức vào bang, giữa biển người đông đúc, khi bọn chúng ta chọn từng người một, cuối cùng đã vừa ý ta. Để nói mà, sư huynh của chúng ta lợi hại như thế đấy. Đi đi, không liền võ công cho tử tế, chỉ toàn ham vui thôi. Ngồi sang bên kia đi. Vâng. Đại nương, đệ được không sao chứ? Ta đâu chết mất rồi, đi làm gì vậy? Đệ không quý đâu mà, đệ không nhìn thấy bà ta thôi. Bà ta từ đâm đầu về đệ chứ. Cầm miệng đi. Đại nương à, ta đau quá. Bà bị thương ở đâu vậy? Mẹ, mẹ bị thương ở đâu vậy? Đứng dậy trước đã. Sư huynh à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Mẹ, mẹ bị da chạm ở đâu vậy? Con trai, mẹ bị gãy tay rồi. Mẹ bị gãy tay rồi. Cái người nào phải không? Không phải, bà từ đâm vào ta thôi. Ngươi còn dám nói như vậy nữa hả? Mẹ ta già yếu lắm đâu. Mấy người đi đường không mở mắt ra gì hết. Nếu mẹ ta có bệnh hệ gì, ta sẽ lấy mạng các người đó. Vì huynh đại, nếu chuyện này đã đến nước này,
Thì để đại nương đi khám trước đi. Đi đánh vết thương nghiêm trọng. Không cần. Bệnh của mẹ ta không phải đại phu thông thường chữa được đâu. Nếu các ngươi muốn chịu trách nhiệm thì hãy đưa ra một ít ngân lượng đi. Nếu quân đệ nó nói như vậy thì hãy đưa ra giá đi. Bọn quân đệ chúng ta sẽ gom tiền lại để đưa đại nương mau chóng đi khám đại phu. Các ngươi là người của công lực hội. Phải. Được. Vậy thì đưa ra 80 lượng bạc đây. 80 lượng. Chúng ta đào đâu ra số tiền nhiều như vậy chứ? Nể tình các ngươi không có nhiều ngân lượng thì bảo chữ môn các ngươi đến đây. Hỏng rồi. Chuyện này dính tới sư phụ. Tới các nào là lừa đảo chứ? Sao vậy? Sư phụ tới rồi. Sư phụ, bọn họ đòi 80 lần bạc. Nếu đưa cho bọn họ thì các nào bị gạt chứ? Rõ là gạt người. Vị huynh đài, 80 lần bạc là thu nhập nửa năm của cung lục hội chúng ta. Không biết lão bà đây bệnh gì mà cần những ngân lượng như thế. Bệnh gì phải nói cho biết sao? Trước mặt bao nhiêu người thế này, không lẽ cung lục hội xuống dưới trò sao? Ngươi, anh nói kiểu gì vậy? Tại hạ bất tài, vì hiểu chút y thuật, liệu có thể ra tay xem bệnh cho đại nương được không? Nếu vết thương không nặng, về sau cũng vậy nói rồi. Thôi đi, chú y thuật quen của cung lục hội, ta chẳng tin được đâu. Ngươi nói cái gì chứ? Giả nói cung lục hội chúng ta là cung phu mèo cào sao? Vậy công phu của Thái Sơn các ngươi có phải chẳng khác gì cả chó không? Được lắm, ta muốn xem rốt cuộc ai không bằng chó chứ. Dừng tay đi. Đoàn đại hiệp tới rồi. Đoàn đại hiệp, ngày đến rồi. Chuyện hôm nay ta đã hiểu tất cả rồi. Để ta xử lý vấn đề này cho. Cứ yên tâm đi. Đoàn đại hiệp, nghe xem. 80 lượng đúng là rất nhiều, nhưng mà các ông đâm vào người ta trước, để tránh sinh thêm mâu thuẫn, hãy định ngân lượng cho họ đi. Đoàn đại hiệp, tại hạ cũng biết một chút y thuật, nhưng chưa bao giờ nghe nói là bị kỹ sư phải tốn nhiều tiền như vậy. Được. Vì nể mặt đoàn đại hiệp, ta thu các người 60 ngân lượng thôi. Nếu 60 ngân lượng mà các người còn tiếc nữa thì cũng luôn hỏi các người đúng là khốn kiếp mà. Phải đấy. Thế này đi, ta vừa mới lên làm thống lĩnh. Chuyện này cũng không dễ giải quyết gì đâu. 13 môn phái vừa mới được thu phục, chúng ta phải giữ hòa khí với họ, để tránh sinh thêm rắc rối. Nếu mâu thuẫn bắt đầu từ đây thì cũng khó dẹp tan được. Ông nói có phải không? Dân, sư phụ, chuyện này nếu để truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của chúng ta đó. Người xem. Không cần xem gì nữa. Chuyện này, cầm đi. Dù mẹ ngươi đi khám đi. Đa tạ đoàn đại hiệp. Không cần cách sáo đâu. Nếu không còn việc gì khác, ta sẽ cùng họ đi khám đại phu. Chuyện hôm nay đa tạ đoàn đại hiệp trợ giúp. Các ngươi cùng mong đa tạ đi. Đa tạ đoàn đại hiệp. Không cần đâu. Chuyện ngày hôm nay cứ thế đi. Không còn việc gì nữa. Mọi người giải tán đi. Giải tán đi. Đoàn đại hiệp đi cẩn thận ạ. Ban chủ, không biết lần này ban chủ gọi chúng tôi đến đây là việc gì? Từ khi Thượng Quan Tiên mất tích, Kim Vô Cấu ta lên nắm quyền ban Kim Tiền. Bao năm qua chúng ta vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng bây giờ trên giang hồ trộm cướp quyền hành, thổ phỉ ngông cuồng, chúng ta không thể để mặc người ta xấu xé được. Các người đi triệu tập tất cả đệ tử Kim Băng Tiền tập hợp tại đây. Chúng ta sẽ chấn hưng Kim Băng Tiền. Rõ. Ban chủ anh minh. Các người nhanh chóng hành động cho ta. Nhớ kỹ, kẻ yếu mãi mãi bị kẻ mạnh từ từ nuốt chửng. Dân. Diễn kịch khá lắm. Các người đi trước đi. Nhớ kỹ, đừng để người khác chú ý. Sau này có việc gì ta lại gọi các ngươi. Đừng tự ý hành động. Đây, cầm lấy. Chuyện này sao còn chưa đi vậy? Thống lĩnh, ngài xem chúng tôi cũng là lần đầu làm việc cho ngài. Mỗi lần chỉ chia được một phần. Chúng tôi còn có già trẻ lớn bé nữa mà. Chỗ này sao đủ nuôi gia đình được chứ? Chị Ánh hả? Lúc nãy nếu không phải có ta,
Ban Cung Luân liệu có cho các ngươi lệnh lặng ra khỏi cái phố đó không? Nếu bị lật tẩy thì các ngươi cũng sẽ bị mất mạng tất cả rồi. Không có ta, phải Cung Luân liệu có chi ngân lượng ra không? Nằm mơ à. Ta vừa mới thu phục 13 môn phái, vẫn còn thiếu nhiều tiền lắm. Mỗi ngày đều có nhiều chuyện như thế, ta đều phải xử lý. Nếu như các môn phái đều như Thái Phái Sơn các ngươi, thì ta có phải là đỡ được bao nhiêu việc không? Đúng không nào? Với lại thì đợi khi ta móc nối quan hệ với quan phủ, tới lúc đó thì không chỉ có mấy chục ngân lượng như vậy đâu, mà sẽ là hàng trăm, hàng ngàn lượng ngân lượng trắng loá đó, đều sẽ nằm trong tay ta. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi đâu, đúng chứ? Vậy thì đã tạ thống lĩnh. Đi đi, cảm ơn. Đoàn thống lĩnh, rốt cuộc đã tìm được ngài rồi. Chuyện gì? Thống lĩnh, ban chủ ban chiêm tiền Kim Du Cấu bái kiến, nói là muốn mời ngài đến Trấn Hải lâu dự tiệc, bây giờ đang ở trong phủ. 13 môn phái trong tay ta sắp biến thành 14 rồi sao? Đi. Đoàn huynh, huynh đúng là lợi hại thật, không tốn chút hơi sức nào đã thu phục được 13 môn phái trên giang hồ, đúng là đáng chúc mừng mà. Kim huynh quá lợi rồi. Nếu không có Kim huynh đứng giữa hòa giải, chỉ dựa vào sức của một mình Đoàn Mỗ, quả thật khó có thể hàng phục được lão hoàng đồng của các môn phái kia. Chuyện này phải cảm ơn Kim huynh rồi. Đâu có, Kim huynh yên tâm đi, người mà Kim huynh nhờ tìm ta nhất định sẽ tìm được. Được. Nào Đoàn huynh, tôi mời huynh ly này. Cạn ly. Cạn. Nào, xem ra ta đến đúng lúc rồi. Uống rượu sẽ có thể thức ta được chứ? Hàn Tuấn, Hàn đại nhân, vị này là Kim huynh, để ta giới thiệu với huynh. Vị này là Hàn Tuấn, Hàn đại nhân. Vị này thuộc Hà Đất Lực, dưới trướng Cao Công Công của Đồng Sưởng, cũng là vị khách quý ta mời đến đây. Quả ra đây chính là Hàn Tuấn, Hàn đại nhân. Ngưỡng mộ đã lâu, đệ hiệp tới sáu rồi. Mời hai vị ngồi. Được, mời. Lần này ta đến đây là đại diện cho công công nhà ta bàn chuyện hợp tác với hai vị. Hàn đại nhân cứ về trả lời với Cao Công Công là chỉ cần Cao Công Công mượn thế lực của triều đình giúp chúng ta thống lĩnh giang hồ, Đoàn Mỗ nhất định sẽ dựa vào thế lực của mình bảo vệ địa vị của Cao Công Công trên triều đình và giang hồ. Đoàn đại hiệp rất thẳng thắn. Đoàn huynh, hẹn trước không bằng tình cờ, chuyện này cho ta một chân đi. Nói hay lắm. Nào chúng ta uống đi. Nào, nào. Chưởng môn có một bức thư chỉ đích danh cho người. Ai gửi? Người đó không nói ạ. Chỉ nói là xem đi rồi biết. Được, tôi xuống đi. Dạ. Ngươi phải chết. Hữu Giang, Hữu Giang à, biến đi. Cái này sao có thể? Không thể nào. Ta đã đợi bao nhiêu năm nay rồi. Đoàn huynh, huynh sao thế? Cái gì phải đến? Rốt cuộc vẫn phải đến rồi. Đoàn đại hiệp, Đoàn đại hiệp, Đoàn đại hiệp, Đoàn đại hiệp. Đoàn đại hiệp. Đoàn đại hiệp. Đoàn đại hiệp.
Ngày sau vậy? Đoàn đại hiệp chết rồi. Đoàn đại hiệp. Đoàn đại hiệp. Đoàn đại hiệp chết rồi. Nhị bái, gia quyến đáp lễ. Đoàn phu nhân, đừng gọi tôi là Đoàn phu nhân nữa. Ta không đi tìm ngươi, không ngờ ngươi để bỏ đến tận cửa nhà ta. Ta muốn hỏi ngươi, hôm đó phu quân ta mời ngươi đi bàn chuyện hợp tác, vì sao đột nhiên lại uống thuốc độc tự sát vậy? Lẽ nào người trong triều đình vì tranh giành lợi ích mà bức tử ông ấy? Bác Phương, ông đột ngột đi thế này, bỏ lại chúng tôi mẹ quá con côi. Ông bảo chúng tôi phải sống tiếp thế nào đây chứ? Ta thấy chuyện này chắc chắn là do người thần gây ra. Mọi người nghĩ mà xem. Đoàn đại hiệp vừa mới nói là để làm quyền chứng môn 13 môn phái thì đã chết không đổi đàn rồi. Chắc chắn là do người thần rồi. Chắc chắn người thần làm rồi. Hôm nay đã tạ các vị anh hùng hào kiệt, đã tới đưa dân phu chặng đường cuối cùng. Quả phụ làm gia chủ, hôm nay xin thề trước mặt dùng đến phu quân ta, nếu có ai tìm ra hung thủ thực sự, giết chết người thần kia, Đoàn phủ ta ắt sẽ trọng thưởng. Chúng ta quyết báo thù cho Đoàn đại hiệp. Ngươi lại, xin đừng sợ. Đây là kết đồng tâm mà năm đó ta làm cho bác Phương. Bác Phương ông ấy nói năm trước ông ấy đã nằm mất rồi. Sao lại ở trong tay ngươi vậy? Ông ấy không làm mất đâu. Ông ấy vẫn luôn giấu nó trong người của mình. Còn người nói với bà đã làm mất nó, không phải là Đoàn Bác Phương đâu, mà chính là quân đệ song sinh của ông ấy, Đoàn Cửu Giang. Đoàn Bắc Phương bị huynh đệ mình hãm hại, cắt đứt gân chân, đánh ngã xuống vách núi. Vì sao cơ duyên trùng hợp ta cũng rơi xuống vách núi, còn có cơ hội bái ông làm sư phụ? Nhưng sư phụ vẫn không cầm cự được. Một tháng trước ông đã qua đời rồi. Sư phụ có giấu một lượng lớn ngân lượng dưới gốc cây đào thứ ba ở Tây Diên, đủ để nương nương và tiểu sư đệ này sống sót nửa đời sau. Sư phụ lúc trước lâm chung nhờ ta chuyển lời đến sư nương, nói rằng ông ấy rất nhớ mọi người. Bao năm qua không lúc nào mà ông không nhớ đến mọi người. Ông bảo mọi người phải sống tiếp cho tốt. Bác Phương, Bác Phương, sư nương, mong người và tiểu sư đệ sống thật tốt. Ta có một vấn đề rất quan trọng phải xử lý thay sư phụ. Là cậu à, Long Vật, làm ta sợ hết hồn. Long Vật, cậu tới đây chẳng ta có chuyện gì đây? Ta tới từ biệt ông thôi. Có một số chuyện ta cảm thấy nên tự nói rõ trước mặt ông thì tốt hơn.
3 năm trước, để học được võ thuật nhờ đại các ông, mà nhận lời làm thì dễ biết mặt trông, coi như là nợ ông một mạng. Nhưng bây giờ ông lại chọn cách chết để tái sinh, tức là nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi. Giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Cáo từ. Nông vật. Đừng. Cậu xem, chúng ta đã qua lại 3 năm rồi, sao cậu có thể nói đi là đi được? Với lại, đâu phải cậu không biết là ta chỉ có con phu mèo cào thôi. Ta vẫn cần cậu bảo vệ mà. Cậu đã giải đi bao nhiêu? Ta chưa bao giờ làm cuộc chiến dịch nào mà ta không thích đâu. Huống hồ ta không hề có hứng thú với tiền bạc. Ta không muốn làm cuộc chiến dịch này đâu. Cậu xem là ông ta lú lẫn thật rồi. Lâm Phong Tử mê võ học, tôi lại để tâm tới chút tiền bạc này chứ. Nhưng mà có một thứ này, ta đảm bảo cậu nhất định sẽ thích nó. Để ta cảm ơn cậu đã bảo vệ ta bao năm qua. Lúc trước ta đã cử người đi tìm võ công của Long Phượng Hoàng. Chẳng qua về sau chỗ này xảy ra chuyện, cậu nói xem chuyện này. Cậu nói thật chứ? Tất nhiên là thật rồi. Nếu cậu bảo ta rời khỏi chỗ này, thì ta nhất định sẽ cho cậu xem võ công Long Phượng Hoàng đã thất truyền từ lâu. Được, vậy ta sẽ tin ông lần này. Tiểu Lý Phi đâu? Đệ Nhân Nghĩa, định đi đâu vậy? Quay lại. Ông có còn nhớ là đại ca song sinh đoạt mất cơ của ông đã bị ông móc hai mắt, cắt đứt gân chân, đánh ngã chúng giật không? Ngươi nói lung tung gì thế? Ta nói gì trong lòng ông tự biết rõ mà. Để nào, bức thư kia là do ngươi gửi sao? Ông bị hay rồi. Sống vui vẻ an nhàn. Ông có từng nhớ đến ca ca của mình không? Ngày ngày ở trong sân khúc lạnh lẽo, gọi trời không thấu, gọi đất chẳng hay không. Ngay cả lúc lâm chung, ông ấy vẫn hứa sẽ nét tình phanh tay của ông ra. Sao hắn có thể chưa chết được chứ? Người nói dối. Đó là ca ca ruột của ông. Sao có thể ra tay như vậy được chứ? Nếu hắn không chết thì không có ta ngày hôm nay đâu. Hôm nay ta đến đây lấy mạng cháu của ông đâu. Đúng là trời giúp ta mà. Nếu Đoàn Bất Phương đã chết, để nào ta lại sợ một tên tiểu tử tối như ngươi sao? Ta khuyên ngươi đừng lấy trứng trọi đá nữa, để tránh phải chết sớm đi. Thật không ngờ ông lại cái bí ẩn như vậy. Mấy năm qua uổng công ta bảo vệ ông. Thiếu đại hiệp, ta thấy huynh cũng là người trường nghĩa. Hôm nay ta phải từ hại cho dân. Một huynh đừng ngăn cản ta. Không được. Mặc dù ta không hề tán đồng các đối nhân sự thế của ông ta, nhưng là nam nhân phải biết giữ lời. Nếu ta đã hứa bảo vệ ông ta, thì ta nhất định sẽ làm được. Nếu người muốn chết như vậy, thì ngươi được tỏa nguyện thôi. Cậu tặc đời hồng ngông cuồng. Thương quan hoại, tốt quá rồi. Quả nhiên ngươi vẫn chưa chết. Ngay cả quyền thần cung trên nhân hầu khiến người ta chỉ nghe thấy đã khiếp sợ cũng xuất hiện rồi sao? Xem ra hôm nay không thể chết yên ổn rồi. Chỉ là Đoàn cửu gian ta tự thấy bản thân làm việc kín kẽ, sao hai vị lại biết ta giải chết như vậy chứ? Chút bánh khóe đó của ông trước mặt ông tổ gia giải chết ta đây, đúng là trò hề thôi. Hôm đó sau khi đọc được bức thư, ông muốn thuốc độc tự sát, ta thấy tất cả rồi. Vì là thấy được bánh khóe của ông, nguyên thần không ta giết người. Nếu không tận mắt chứng kiến, sao có thể dễ dàng tin được chứ? Đừng phí lời nữa, nói bạn đi, quan cả. Ta và nguyên thần cùng các ngươi không thuộc không quán mà, thậm chí có thể nói là có ơn. Ta đã dọn dẹp 13 môn phái với các ngươi, có thể nói là bạn bè. Sao các ngươi lại muốn giết ta chứ? Ta coi thường nhất là loại tiểu nhân làm bộ làm tịch như ông. Đừng tưởng tôi không biết chuyện Thiên Kinh Tông là trò của mày ra sao.
muốn mượn sức của người thần cung ta làm tiêu hao sức mạnh của 13 môn phái, để từ ngồi lên ghế trưởng môn, một mũi tên trúng hai đích. Bây giờ lại muốn tất cả nhân sĩ trong giang hồ loại bổ người thần cung chúng tôi. Các hạ tính toán giỏi thật. Ông nói xem, trên giang hồ nếu so sánh đồ xảo trá thì ai có thể vượt qua ông được chứ? Nếu hai người các ngươi đã biết tất cả rồi, hôm nay ta quyết không tha cho các ngươi đâu. Muốn tính kế với cả Nguyệt Thần Cung, hôm nay nếu không giết ông thì Nguyệt Thần Cung ta biết giấu mặt đi đâu đây? Đoạn Cửu Giang, xem ra ông đúng là cái ác mà. Nhưng trong một đêm ta học được từ Lý Phi Đao và Nguyệt Thần của Nguyệt Thần Cung khiến nhân hồn khiếp sợ. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để ta bảo vệ ông rồi. Đừng nói chuyện báo động. Đông Vật, hai kẻ này ta giao cho người đấy. Ta đi trước đây. Không ngờ lại thành công như vậy. Cái quái gì đây? Các người đừng dễ dùa nữa. Chỉ còn tay này không phải được đâu. Nguyệt Thần Cung không kiếp gì chứ. Ta thấy với là con hổ giấy mà thôi. Ta nói sớm với các ngươi rồi mà, ta không dễ bắt như vậy đâu. Giờ thì sao đây? Ta trước mặt các ngươi này, hãy giết ta đi. Giết ta đi. Tiểu Lý Phi Đao, có thể giết người trước mặt ta. Vũ công các người đúng là lợi hại. Giờ tới lượt ngươi rồi. Không cần đâu. Mặc dù ta là sát thủ, nhưng ta chưa bao giờ giết người. Ta chỉ bao giờ người khác thôi. Sát thủ không giết người, thế ngươi là sát thủ gì vậy? Nè, cùng lắm thì ngươi chỉ được coi là hộ vệ thôi, hiểu không? Lại còn sát thủ gì chứ? Hộ vệ nghe chẳng quách gì hết. Đừng nói gì nữa được không? Phá cái này trước đã. Đúng đúng. Xin thứ cho ta bất tài, vì thực ra ta là kẻ si mê võ học. Ta rất thích thu nhập vũ khí và võ công kỳ lạ trên giang hồ này. Chiếc cầu này là ta phải cầu xin một cao nhân Xuyên La, mất một năm mới lấy được. Nói thật thì lúc nãy ta mới nghiên cứu ra thôi, nên là còn gì phá thế nào thì ta còn chưa nghiên cứu ra đâu. Thế là sao đây? Tức là bọn ta mãi mãi bị khóa như thế này sao? Không phải là không có cách đâu. Cao nhân cho ta cái giọng này đã từng nói với ta rằng muốn phá cái khóa này còn có một cách nữa, đó chính là một trong hai người chết là được. Cô nương xin lỗi nha, xin thứ cho sự đường đột của ta, nhưng trông cô rất là quen đó. Chúng ta được gặp ở đâu rồi nhỉ? Đúng là cô rồi. Thấy người cô nương, đã lâu không gặp. Là ta thì sao đây? Sau cái hôm rơi xuống vách núi, ta không chết đâu. Ta biết rồi. Nếu mà chết thì ngươi không đứng đây. Đúng vậy, giờ này cô khỏe không? Đừng nói chuyện linh tinh nữa. Nếu mà hai người không đợi được thì một trong hai người chết đi. Thực ra ta còn cách này nữa. Mà nói đi, ngươi còn cách thì nói sớm đi. Nghe đồn trên giang hồ có một đôi phu thê, là một cặp sát thủ võ công rất lợi hại. Nhưng về sau thì có lẽ giết người quá nhiều, nên đã chuyển sang hành y. Y thuật của họ cũng tốt lắm đó, đã cứu rất nhiều người. Về sau họ rời khỏi giang hồ. Còn nữa, triều đình đã từng cho họ giang hồ ngự y lệnh. Dù là chiến tranh hay là mâu thuẫn cá nhân, chỉ cần đưa ra giang hồ lệnh này ra, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản vợ chồng họ đi cứu người đâu. Chỉ là họ quy ẩn rất lâu rồi, đã lâu không có ai chạm mặt họ. Nhưng nếu có thể tìm được họ thì có thể giải được chất độc trong cơ thể hai người đó. Độc? Sao lại là độc chứ? Phải đấy, cái khóa này đúng là sợi dây mây do Xiêm La đại sư dùng hàng ngàn loại dược thảo để mà bảo chế thành. Một khi trói chặt hai người, nó sẽ hòa tan vào cơ thể hai người, trở thành một phần của hai người. Nè, vậy giờ trận Công Tôn đang ở đâu vậy? Bộ đội chúng ta đi tìm đi.
Gần đây có tin nói họ đang ở nơi này. Chỉ là người phải đồng ý với ta một điều kiện đi. Tập 10. Tỏ tình thảo này chủ là một dây leo. Yoshimura đại sư đã dùng hơn 1000 loại vật liệu để chế thành nó. Điểm lợi hại nhất của nó là một khi đã trói lấy hai người thì nó sẽ dung nhập vào cơ thể hai người, trở thành một bộ phận cơ thể. Nè, vị phu phụ Công Tôn giờ đang ở đâu vậy? Bọn đứa chúng ta đi đi. Dạo này ta có một tin tức, nghe nói họ đang ở một nơi. Nhưng mà hai người phải đồng ý với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Nói mau đi. Lúc bằng nãy Quỳnh sử dụng chỉ lý phi đao đúng không? Nếu ta giúp hai người phá được tỏa tình khóa này thì Quỳnh phải đồng ý với ta là dùng tiểu lý phi đao so tài với ta. Không vấn đề gì đâu. Đấu ba trận cũng được. Đúng rồi, tâm pháp phi đao mà hai người dùng khi nãy có thể nói trước cho ta biết được không? Tại sao hai người phối hợp tốt như vậy? Cái này để mở được cái gông này ra rồi ta từ từ nói cho Quỳnh biết. Được chứ? Có phải không nào? Cứ đừng cười cợt nữa. Nếu không tìm được người mở khóa thì dù người họ Lý hay là họ Thượng Quan, ta cũng sẽ giết người. Nói cho ta biết trước đi, không là tối nay ta không ngủ được đâu. Phía cao quan công có động tĩnh gì không? Dạ không. Đại nhân, ngài anh minh thần võ, cao quan công nhất định không rời khỏi người. Hắn còn có thể có động tĩnh gì chứ? Ngươi thì hiểu gì? Từ chuyện thiên hữu có thể thấy rằng Cao Công Công không đối đãi thuộc hạ thật lòng đâu. Nếu không phải ta có manh mối của Thượng Quan Hoài thì có lẽ đã chết trong tay ông ta lâu rồi. Ta làm nhiều thứ cho Công Công như vậy, không ngờ cuối cùng ta vẫn chỉ là công cụ của Cao Công Công mà thôi. Muốn được lợi ích gì từ mấy đây, nghe rằng khó hơn lên trời đó. Vì ý đại nhân là thủ đoạn của Cao Công Công ta hiểu nhất. Nếu tiếp tục giúp ông ấy hoàn thành nhiệm vụ, đừng nói đến chuyện thăng quan phát tài, mà rất có thể phải bỏ mạng nữa, gặp phải cảnh qua cầu rút ván. Vì đại nhân có đối sách gì chứ? Ta muốn đến chỗ Đức An công chúa. Nếu được công chúa tán thưởng thì Cao Công Công cũng chẳng làm gì được ta đâu. Vậy là tối nay, đúng vậy, tối nay hai vị chịu chút thiệt thòi ở đây đi. Nhưng yên tâm đi, sáng mai ta sẽ đưa hai vị đi gặp Công Tôn tiền bối. Thiệt thòi gì đâu, ta không vấn đề gì đâu mà. Vậy hy vọng hai người tối nay ngủ ngon nha. À đúng rồi, rốt cuộc hai người cho ta biết được không vậy? Không được đâu. Nói cho ta biết đi. Nếu không nói ra, tối nay ta không ngủ được đâu. Phiền quá đi mất. Mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Được rồi. Đi cả ngày mệt rồi, nằm thôi. Tiếc cô nương, ta xin lỗi. Ta không cố ý gì đâu, ta nhất thời quên mất thôi. Nói cho Quỳnh biết, ta bất đắc dĩ mới chung phòng với Quỳnh. Quỳnh mà dám hành động gì quá đáng, ta giết đấy. Nguyệt Thần Cung chỉ giết kẻ đại ác gian thôi. Giết ta chẳng phải lại phản lại quy củ của Nguyệt Thần Cung sao? Nguyệt Thần Cung còn có một quy củ, chính là giết hết người của Lý gia trong thiên hạ. Quỳnh biết không? Thực ra từ lâu ta đã muốn hỏi, rốt cuộc cô có thù hận gì, oán hận gì với Lý gia? Sao cô cứ phải thế này? Năm đó Lý Mạn Thanh vì muốn thành danh, dù biết rõ cha ta đã bị nội thương nhưng vẫn đi khiêu chiến. Cha ta là minh chủ võ lâm, dù biết mình đã bị trọng thương nhưng vẫn cố chấp đúng hẹn. Chỉ là không ngờ bị Lý Mạn Thanh đê tiện vô sĩ đó vừa quyết đấu với cha ta,
vừa phái người đi giết mấy chục người của Tiết gia ta. Cô nói ta có nên giết người của Lý gia không? Nếu Quỳnh là con trai của hắn, có phải ta nên giết Quỳnh không? Chẳng trách hôm đó ta rơi xuống vách núi, cô còn hỏi rốt cuộc ta là Thượng Quan Hoài hay là Lý Quan Hoài. Quá ra năm đó còn có chuyện như vậy xảy ra sao? Thái Nguyệt cô nương, ta biết cô rất đau khổ, ta hứa với cô, đợi sau khi báo thù cho mẹ ta xong, cho dù là Thượng Quan Hoài hay là Lý Quan Hoài, cái mạng này của ta xin giao cho cô. Nực cười, Nguyệt thần ta giết người ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào, không cần sự cho phép của người khác. Nhưng Quỳnh yên tâm đi, hôm đó vì cứu ta mà Quỳnh rơi xuống vách núi, ta sẽ không giết Quỳnh ngay đâu. Có lẽ ta cũng thể giữ Quỳnh lại, từ từ dạy dò Lý Bàn Thanh. Thái Nguyệt cô nương, thực ra từ đôi mắt của cô, ta có thể thấy rằng sự trong sạch và thuần khiết. Tại sao cô lại để thù hận làm ảnh hưởng đến mình như vậy? Vốn cô không phải là người như thế này đâu. Nói thì đơn giản lắm, cô hiểu ta thật sao? Không nói chuyện này nữa, nói xem tối nay cô định ngủ thế nào đây? Nói đi. Vậy thế này đi, tối nay con ngủ trên giường, còn ta thì ngủ dựa vào giường, có được không? Con nghỉ ngơi cho tốt đi, điều chỉnh cảm xúc của mình. Ta cũng đang đợi cô vì vào Lý Mạn Thanh đấy. Nói cho cùng, trong cái chết của mẹ ta, ông ấy cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Thực ra xét riêng điểm này, chúng ta vẫn có cùng mục tiêu mà. Cô ngủ rồi à? Hay ta nói cho cô biết thời gian này ta gặp những chuyện gì nhé. Thực ra hôm đó, sau khi rơi xuống vách núi, ta tưởng mình đã chết rồi. Lúc đó ta nghĩ, có lẽ đời này ta sẽ không gặp được cô nữa. Nhưng mà không ngờ ta gặp được Đoạn tiền bối. Trong khoảng thời gian sống với Dực, cứ đến tối có lúc ta lại nghĩ, rốt cuộc có ai lo lắng cho ta không? Cho dù ta không còn, thì cuộc sống của mọi người vẫn sẽ tiếp tục, hay là sẽ có người cảm thấy có chút bi thương? Quá ra truyền thuyết mà mẹ ta kể lại hồi nhỏ đúng là có thật rồi. Chỉ cần cô thật lòng với đến một người, thì có một ngày cô sẽ gặp người đó thật đó. Ta biết trong lòng cô gánh vác thù hận, chắc chắn rất khó chịu đây. Ta tin trên đời này chắc hẳn không có ai hiểu nỗi khổ này hơn ta đâu.
Thái Nguyệt, ta mong cô có thể đồng ý với ta rằng trước khi ta chưa báo thù cho mẹ ta, khi ta còn chưa làm rõ thân thế của mình, cô hãy cứ coi ta là một người bạn gặp gỡ bèo nước đi. Nếu ta thật sự là Lý Hoài thì cái mạng này của ta cũng giao cho cô luôn. Tham kiến công chúa. Còn mặt mũi nào đến gặp ta sao? Lần trước ngươi bị tên thượng quan hoại ép tới mức không còn đường lui. Nếu không phải cao công công tới kịp thì ta e là ngươi đã bị thượng quan hoại giết rồi. Công chúa thứ tội, lần trước là sơ suất của tiên chức. Tiên chức đã xem thường thượng quan hoại, lần sau nhất định không tha cho hắn dễ dàng đâu. Sau này không có việc gì thì đừng đến tìm ta nữa. Công chúa bất giận, lần này tiên chức đến là có chuyện muốn chia sẻ với công chúa. Nói đi. Giang hồ đồn đại tiểu lý phi đao lại xuất hiện trong nhân gian, còn giết Đoạn Bất Phương. Tiên chức đã phái người đi điều tra, đúng là bị giết bởi phi đao. Tiên chức hoài nghi sát thủ này có thể là do thượng quan hoại giở trò. Không lẽ nghiệt trùng đó thật sự chưa chết? Ngươi cũng nói chỉ là nghi ngờ, sau này chưa điều tra rõ ràng sự việc thì không cần đến mà báo với công chúa đâu. Công chúa yên tâm, tiên chức nhất định sẽ điều tra đến cùng, cho công chúa một lời giải thích. Lùi xuống đi. Tiên chức tuân lệnh. Lần này Hàn Tuấn tới, ngươi nghĩ sao? Danh tướng của Cẩm Y Vệ Đông Sưởng muốn giết một người không dễ dàng sao? Theo nô tỳ thấy thì cao công công đang trì quản xuống tay với thượng quan hoại, hẳn là có mưu đồ khác. Nếu cứ mãi đợi thế này, có lẽ vẫn còn dính dáng đến tiểu thư đó. Tâm tư của cao công công ta đã sớm nhìn ra rồi. Hắn cứ luôn miệng hứa là sẽ trừ khử thượng quan hoại, nhưng mà chưa lần nào thành công. Nô tỳ có một kế, mau nói đi. Hàn Tuấn đến đây trước hẳn là do nội bộ bất hòa. Công chúa có thể tạm thời coi trọng hắn ta một chút, để hắn ta mang tất cả manh mối và tất cả đồng tình phía cao công công tiết lộ cho chúng ta. Nếu cách này được thì nhất cử nhất động của thượng quan hoại cũng sẽ nằm trong tay chúng ta thôi. Quỳnh xong chưa? Xong ngay đây, thôi. Nhìn lên được không vậy? Đừng dục ta mà. Cô cứ dục, ta lại không ra được đâu. Thượng quan hoại, sẽ có một ngày ta giết chết người, rửa sạch mối nhục hôm nay. Thoải mái quá. Lúc nãy cô nói gì vậy? Ta không nghe thấy gì hết. Nghe nói tiểu Lý Phi Đao xuất hiện ở Biện Châu, ta cũng nghĩ chắc chắn đến 8-9 phần chính là tên từ quan hoại thối đó. Cũng mong là thế. Nếu như vậy thì chứng tỏ của nấy không sao. Để tìm được hắn, ta nhất định là sẽ tính sổ món nợ này, cho hắn biết rằng trong 3 tháng này vì hắn mà ta đi bao nhiêu đường núi, đi khắp bao nhiêu thành trấn, còn phải chịu bao nhiêu cực khổ nữa. Không sao chứ? Không sao đâu. Cẩn thận một chút đi. Cảm ơn. Từ từ thôi. Tiền của ta. Con gái, dám trộm tiền của ta. Đừng chạy. Chạy, còn muốn chạy sao? Ngươi còn dám cướp tiền của ta sao? Cô nãy nãy, ta sai rồi. Là tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Cô nãy nãy, tha cho ta đi. Tha cho ngươi. Vậy sao ngươi không tha túi tiền của ta? Trả túi tiền đây. Được, ta trả ngay mà. Đây, tiền của cô đây. Nói xem, ta nên dạy dỗ ngươi thế nào đây?
Ta biết gần đây có một cách chết cực kỳ tàn nhẫn, chính là khoét một lỗ thật nhỏ trên người ngươi, để máu từ từ chảy hết, nhất thời không chết được, nhưng cuối cùng thì vẫn từ từ chết thôi. Cô nể nãy tha mạng đi, cô nể nãy. Khà khà, không còn sớm nữa, cũng xa dần rồi, túi tiền đã lấy rồi, đừng tính toán gì nữa, chúng ta đi thôi. Cô như là người may mắn đó, cút đi. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn công tử. Chúng ta đi thôi. Sao nào, ăn cũng ổn rồi chứ? Ăn no rồi. Được, nếu no rồi chúng ta đi thôi. Phải tranh thủ trời còn sáng. Dân. Hai vị mời dùng, được rồi, cảm ơn. Long huynh dậy rồi sao? Hôm qua không ngủ ngon à? Tại ai? Hôm qua ta đã nói với hai người rồi còn gì? Không nói cho ta biết ta không ngủ được đâu. Đừng giận, ta có đồ ăn ngon cho huynh rồi nè. Nào, ăn nhiều vào đi. Bồi bổ, bồi bổ đi. Thực ra ta thấy hai người là trai tài gái sắc. Đúng vậy đó, rất đẹp đôi. Nhưng có một câu này ta thực sự không nhìn được đâu. Thực ra ta thấy chúng ta không cần đi đến chân trời cúc bảy gì để tìm nhà công tôn gì đó. Chỉ cần hai người thật lòng yêu thương nhau thì khóa tỏa tình này có thể hòa vào thân thể hai người, cũng không cần phải chết đâu. Đúng vậy, không được. Nghe lời quấy đi, nghe lời đi. Nhưng ta cảm thấy kỳ miệng. Hai người dùng thông thả đi. Lúc nãy huynh có thấy ta nói bị ta dọa đến giải cái ra quần không? Nếu không phải ta, đừng gây tiếng động. Sao vậy? Hình như có người theo dõi chúng ta. Giữ bình tĩnh đi. Nếu chúng đông, chúng ta không đánh được, ta sẽ cầm chân chúng, cô chạy trước đi. Những người đàn ẩn nấp kia, không biết có gì muốn kiểu vậy. Xin hãy xuất hiện đi. Xin hỏi, sao các vị cứ luôn theo dõi chúng ta? Thằng nhãi giả vờ cái gì chứ? Chúng ta đến đây báo thù cho đại hiệp. Tài hạ không hiểu cái gì đang nói gì. Tôi đã giết đại hiệp nhân nghĩa đoạt bát phương. Chúng ta đến báo thù cho ngài. Ta nghĩ các vị hiểu làm gì rồi. Ta không thù không quán với đại hiệp, cũng chưa từng gặp đại hiệp, sao lại giết ngài chứ? Hẳn là ngươi không nhận. Ai đời nào ăn cướp lại kêu mình ăn cướp chứ? Đừng phí lời với hắn nữa. Đúng, đúng, chúng ta thấy hết rồi. Tiểu tử này đã sử dụng tiểu lý phi đao. Trên thiên hạ này không có ba người có thể dùng tiểu lý phi đao. Cái chết của đoàn đại hiệp, ngươi không thể tránh khỏi đâu. Ra tay. Khà khà. Tiểu lý phi đao. Lão Nô đã điều tra rồi. Đoạn Bát Phương chết ở nơi không xa phần mộ của hắn lắm. Hơn nữa trên người hắn tổng cộng có hai vết đau. Ta đã điều tra rõ rồi. Trong đó có một vết rất giống với vết thương do tiểu lý phi đao chúng ta gây ra. Ta tin là hắn đã bị phi đao của Lý Gia giết. Phi đao của Lý Gia, vì hắn là Thiền Nhi. Thiết Thúc, Thiết mau đi chuẩn bị. Nhưng lúc còn chưa đi xa, một đối tượng như vậy đây đi. Thiết chủ, bình tĩnh tới dội. Ngài nghĩ kỹ mà xem. Thiếu công tử không quen biết với Đoạn Bát Phương, sao lại giết Đoạn Bát Phương chứ? Mà tiểu công tử còn trẻ, công pháp phi đao không chỉ được một đôi phần, sao lại muốn giết một nhân vật đã thành danh trên giang hồ chứ? Thiếu Thúc phân tích rất có lý.
Cái chết của Đoàn Bắc Phương rất nhiều điểm chưa rõ. Ai cũng biết là ông ta chết đột ngột giữa phố, sau đó khi mai táng lại chết gần nơi cách phần mộ của mình không xa. Chuyện này thật khó hiểu. Rốt cuộc là sao đây chứ? Mà cuối cùng ông ấy là gì phi đao? Xem ra phi đao này là manh mối duy nhất trước mắt của chúng ta rồi. Thiết Thúc, chúng hãy lần theo manh mối này điều ra tiếp đi. Thiết chủ yên tâm, lão nô biết phải làm thế nào. Thiết Thúc, chuyện lần này đừng để công chúa biết. Ngày tâm đi. Nơi thế này, nếu không có người quen với địa hình núi dẫn đường thì làm sao tìm được phu phụ Công Tôn chứ? Có khó tìm hơn cũng phải tìm. Ta không muốn bị khóa như vậy mãi đâu. Đại Thúc, xin dừng bước. Xin lỗi, cậu trai trẻ có việc gì cần? Xin lỗi, là thế này. Chúng ta muốn đến núi Pha Cơ thì đi thế nào? Không nên được, không nên được đâu. Cậu trai trẻ, núi Pha Cơ không nên được đâu. Trên núi là âm khí, dễ gặp quỷ chặn đường. Các vị đi về thì hơn đi, nếu không sẽ mất mạng đấy. Không đi được đâu. Có quỷ, làm sao đây? Không phải chứ, đường đường là truyền nhân từ Lý Phi Đao, và Nguyệt Thần có thể làm lộn xộn cái giang hồ mà sợ quỷ sao? Núi Pha Cơ này ta nhất định phải lên. Đi thôi. Đây là hình như chúng ta quay lại rồi. Phải đấy. Sao vậy? Chúng ta đi mãi rồi quay lại. Không phải là cô quỷ chặn đường sao? Vừa hồi nãy Thuốc kia vừa nói. Không đâu. Sao có thể lại có chuyện quỷ thần đó được? Hay là chúng ta quay lại kia xem nào. Quân còn đi nữa. Trời tối rồi. Lát nữa lỡ như rơi xuống khe suối hay là dách núi chết thì sao đây? Vậy tối nay chúng ta nghỉ ở đây, rồi sáng mai chúng ta xuất phát tiếp. Được rồi. Cũng được. Đại phu, sao rồi? Yên tâm, phu nhân không có gì nguy hiểm đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không bị thương đến nội tạng, chỉ chịu khó nghỉ ngơi là được. Ông hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là bạn thôi. Vậy sao? Thất lễ rồi. Lão phu đừng đột. Nếu cô đường này đã không sao thì lão phu có từ trước nhé. Ra tại đại phu. Có từ. Khả khả, từ từ thôi. Sao rồi? Ta đói bụng quá. Quỳnh cười cái gì vậy? Ta đói thật mà. Quỳnh mau đi kiếm thức ăn cho ta đi. Tôi muốn ăn đồ ngon. Được, chị muốn ăn gì đây? Tôi muốn ăn thịt xào tỏi và cá thịt trộn rau nữa, và gà ướp mật, cả hồ lô đường nữa. Được, hãy đi chuẩn bị cho cô. Sao rồi, hợp có gì không? Ngon lắm. Còn là món ta thích thôi. Chị có ăn nhiều vào nha. Nè, bản cô nương đối với thì thảm như thế này chính là do thầy của hại gây ra. Nếu hôm nay không phải hắn ta thì ta cũng không thể thảm như vậy đâu. Điều thầy hắn, bao giờ tìm được hắn ta nhất định sẽ tính sổ với hắn. Tính sổ. Nhưng vẫn đói bụng quá, ăn no trước rồi tính đã. Quỳnh cũng ăn đi. Được rồi.
Hàn đại nhân tới bái kiến, cho hắn vào đi. Vâng. Công công, Hàn Tuấn này dạo này rất hay qua lại với Đức An công chúa, hay là quý đồ gì đó. Mong là công công nhất định phải đề phòng. Tham kiến công công. Hàn Tuấn, giờ đã ít khi gặp ngươi. Bận gì vậy? Không giấu gì công công, thuộc hạ nhận lời quy thái của Đức An công chúa, đi điều tra xem cái chết của Đoàn Bắc Phương có liên quan gì đến thần quan hoại không. Thuộc hạ nhận thấy việc này quyết lại cho công công, nên đã tự ý nhận việc này. Không biết thuộc hạ làm như vậy có phù hợp không? Cái chết của Đoàn Bắc Phương đúng là nhiều lắc léo, quả thật phải điều tra rõ. Làm đúng lắm, yên tâm mà làm đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Ông Mỹ chết mất, cô để người khác cứu được không vậy? Ngủ như heo chết vậy. Nếu huynh không phải là nam nhân của Lý gia thì tốt biết mấy. Chúng ta có thể trở thành bạn bè thật chứ. Chọn dư quỷ tinh phương nam ở đây, phương hướng hẳn là không sai đâu. Lạ thật. Sao vậy? Rắn cặp nóng, nếu có éo độc ra ngoài, cô sẽ chết mất đó. Đừng cứ động. Cô làm gì vậy? Từ qua hoài. Cô đừng làm như vậy chứ. Cô sẽ trúng độc đấy. Quynh, đừng cứ động. Đừng làm như vậy mà. Quynh, nè. Từ qua hoài. Quynh thấy thế nào rồi? Ta không sao đâu. Từ quá hoại. Từ quá hoại. Từ quá hoại. Long vật. Long vật. Sao cô nhớ ở đây vậy? Chưa đi ngủ hả? Ta... Lần này không cẩn thận để cô bị thương. Ta thấy rất có lỗi với cô. Định tối nay ở đây canh cho cô. Lỡ như có người xấu xuất hiện thì ta có thể bảo vệ cho cô ngay lập tức. Vậy là cô lại coi thường ta rồi. Nói cho Quỳnh biết, bản cô nương vừa công phu lắm. Hôm nay chỉ là không cẩn thận nên là mới trúng đòn của tên tiện nhân đó thôi. Ta biết, ta không có ý gì đâu. Thôi được rồi, cô mau đi đi. Đi ngủ đi.
Ta còn phải đi mà. Ta không yên tâm gì cô. Sao Quỳnh bướng thế? Tùy Quỳnh thôi. Cũng không biết ngoài xấu xí bây giờ sống chết thế nào. Tượng Quan Hoại, Quỳnh sẽ không sao đâu. Nhất định không sao đâu. Quỳnh có biết không, trên đời này không phải là không có người quan tâm tới sống chết của Quỳnh đâu. Sau khi Quỳnh rơi xuống vách núi, ta vẫn luôn tìm Quỳnh. Ta luôn lo cho Quỳnh đó. Ta xin Quỳnh đấy, Quỳnh sẽ không sao đâu. Quỳnh tỉnh lại đi mà. Không được làm sao đấy. Hứa với ta sẽ tỉnh lại đi. Nhất định không sao đâu. Long Vật, hắn bị trúng độc của rắn cọp nông rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Ta có thuốc giải đây. Mời chú Quỳnh ấy uống đi, không sao đâu. Thượng Quan Hoại, Thượng Quan Hoại, Quỳnh nhất định không được có chuyện. Quỳnh nhất định không được có chuyện gì đâu. Nhất định Quỳnh nhất định phải sống. Thượng Quan Hoại, Quỳnh sẽ không sao đâu. Nhất định không sao. Quỳnh có biết không, trên đời này không phải không có ai quan tâm đến sống chết của Quỳnh đâu. Sau khi Quỳnh rơi xuống vách núi, ta vẫn luôn tìm Quỳnh. Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Sao rồi? Tỉnh rồi. Chị Quỳnh thế nào rồi? Ta không sao. Hai người nghe thấy này đi, hình như có tiếng đất đá rơi vậy. Ta thấy chúng ta phải đi mau thôi, nếu không nguy hiểm mất. Đi thôi, mau chạy đi. Mau, bỏ lên. Cứu giới, cứu giới, cứu giới. Long Vật, 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 Long Vật. Đừng có dọa ta. Đừng có nghĩ nhiều như vậy nữa. Cô đi tìm Long Vật đi. Đi thôi. Bộ đừng có đây thôi. Nhanh lên. Thứ đó có theo chúng ta không? Chắc không đâu. Vậy thì tốt rồi. Trước mặt là nơi nào vậy? Ta không biết. Đi nào, qua đó xem sao. Không biết dây sắt này dẫn đến đâu. Thế này đi, chúng ta dùng kinh không bay qua đó xem sao. Không được đâu. Tại sao không được? Có cô theo thì kinh không của ta không thi triển được đâu. Phiền chết được. Thế này đi, chúng ta cẩn thận đi từng bước qua. Vậy được chứ? Đây đã, đây đã. Làm sao nữa? Ta
Không phải huynh sợ độ cao chứ? À, có một chút chút. Không sao, huynh nhắm mắt lại, đi theo ta là được. Đi nào. Sẽ không rơi xuống thật chứ? Có ta ở đây rồi, không ngã đâu mà lo. Sợ sợ, ta sợ, từ từ thôi. Không được, không được rồi, không đi nữa. Nghe đây, đừng nhìn xuống dưới, nhắm mắt lại. Và hãy tưởng tượng mình không phải đi trên vách núi mà đang đi trên mặt đất. Không được đâu, nghe ta nói đi, huynh phải tin ta. Bản thân mình có thể chiến thắng nỗi sợ mà. Đừng, không được đâu. Đi theo, từ từ thôi. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Khi chúng ta như vậy, đáng đẻ hắn. Cứ để hắn từ từ cảm nhận đi. Thả ta ra. Thả ta ra. Thả ta ra. Quả là yêu nữ nhà người bắt ta tới. Thả ta ra đi. Thả ra. Ngươi làm cái gì vậy? Đừng dãy dụ nữa. Ngươi càng dãy dụ nó càng chói chặt thôi. Yên tâm đi, ta không giết người đâu, chỉ cần máu của người thôi. Máu? Người lấy máu của ta làm gì? Người muốn làm gì đây? Đừng có làm bừa nha. Đừng có làm bừa. Buông ta ra đi. Buông ra. Dừng tay. Cẩn thận. Không sao chứ? Tất nhiên không sao rồi. Quỳnh thế nào? Ta Quỳnh. Gì mà nói không sao hả? Không sao đâu. Sao rồi? Không sao. Còn nói không sao nữa, để nôn ra máu được kìa. Nôn chút máu thôi mà, không sao. Cô cứ kệ ta, mau đi đi. Đi đi. Tất nhiên là muốn đi rồi.
Dì bơi đi kiểu gì đây? Chặt tay ra đi. Nào, chặt đi. Chặt tay Quỳnh. Quỳnh tưởng ta không dám sao? Vì thuốc này có thể giữ vững được tâm mạch của Quỳnh. Uống đi. Nam tự thấy muốn thuốc gì chứ? Ta nói rồi ta. Quỳnh tưởng mình có quyền lựa chọn sống chết sao? Nói cho Quỳnh biết, từ lúc này mày của Quỳnh chỉ là mày của ta.